Ủa cô làm gì đấy? Không múc nước hả? Ôi, sao mình lại xài nước ở đây hả cô? Nước ở đây dơ lắm. Mọi người ơi, cô múc nước ở đây cô xài luôn này. Trời ơi, bà đi tối ngày bà đi hả? Nửa đêm nữa không còn mà. Dạ. Ừ. Bà đi 12 giờ bà cũng đi nữa. Có khi bà đi nguyên đêm tới sáng. Đi mà lộ giờ nào là gặp bà chờ nấy đó. Vâng. Ừ. Bà ăn uống vậy đó, bà ở đó, cả bà ăn ở đó luôn. Cái tội ghê luôn á. Em cho đồ ăn bà đâu ăn đâu. Dạ. Bà sợ mình thuốc bà gì đó. À. Ừ. Thấy rằng là cô đang múc cơm vào một cái bịch. Một cái bịch mà cô mới rửa ở dưới mương, dưới rãnh ấy. Rất là dơ nữa. Nhưng mà cô lại nấu xong cô múc vào đấy. Không biết làm gì, Thắng không biết. Cô ơi, cô múc cơm làm gì vậy? Cô múc cơm đi đâu đấy? Cô múc cơm đi đâu đây? À, cho ba cô hả? À, vậy là cô múc cơm để đi cúng cho cha cho mẹ thì phải. Đó, ta cho đó. Nó nấu nữa nè. Chín chưa không biết. Ồ. Sống hả? Thịt sống. Ủa, này làm hai phần luôn. Để coi bà có nấu hôn hay là bà bỏ vô cúng luôn đi chèn. Các bạn thân mến, thì vừa rồi Thắng có ghé thăm gia đình của anh Vũ, chị Hằng. Thì trên đường về đấy, Thắng có tình cờ bắt gặp một cô, nhìn cô rất là kỳ dị. Cô đạp xe ở trên đường ấy, thì Thắng có đi theo cô, thì vô tình thì được biết rằng là đây là chính là căn nhà của cô này. Nhìn cô thì chắc Thắng nghĩ rằng mọi người sẽ rất là hoảng sợ đấy, nhưng mà Thắng sẽ vào Thắng tiếp xúc cũng như là trò chuyện với cô nhé mọi người. Rồi mọi người đi cùng Thắng. Cô đang làm gì đó? Ồ, cô nấu cơm hả? Cô là tên gì? Dạ. Con đi ngang qua đây nè, con thấy cô đang nấu cơm, con vào con trò chuyện hỏi thăm cô một xíu á. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 48. Ồ, cô 48 tuổi rồi. Ừ, cô nấu cơm hay là con nhìn giống nấu cháo quá vậy? Nấu cơm. Nay có món gì ăn không cô? Dạ. Nay mình có món gì ăn không? Cơm. À, cô ở đây có mình thôi hả? Ba má đó, mà ba má em già. Dạ. Má em nghỉ nhà ba tôi. Ủa vậy hả? Là bác đang nằm trong nhà hả cô? Má con em cái tính. Dạ. Có cái tính ở nhà. Cho con vào nhà con quay xíu được không? Sao vậy? Dạ. Mọi người cùng xem căn nhà của cô này. Đó. Như Thắng thấy rằng là không có ai. Con đâu có thấy mẹ của cô đâu. Cô ơi, con không gặp tổ thờ tôi ngày 2. À, có nghĩa là ba mẹ của cô là mất rồi đúng không? Ta dưới đất nhiều lắm. Dạ. Chuyện ông bà tôi ở dưới đất nhiều lắm. À, ông bà là ở dưới đất nhiều lắm. Đấy, mọi người thấy rằng là cô sống trong một cái căn nhà rất là sụp sệ, bên trong thì đồ đạc rất là ngổn ngang. Thắng cũng không biết là như thế nào nữa. Để Thắng dẫn mọi người đi xung quanh một vòng mà nơi cô sinh sống nhé mọi người. Thấy tội quá. Hình như, anh ơi, hình như là em thấy cô ấy, hình như là không được bình thường phải không? Chắc vậy. Anh cảm nhận sao? Đúng là cô này như là... Nói chung là hình như là cô này không được bình thường cho lắm. Mình Calamen này, mình quay trong ngôi nhà là mình cảm thấy cũng có cái cảm giác hơi sợ sợ một chút. Sợ hả? Ừ. Đấy mọi người, cô có một mái tóc này. Thắng nghĩ rằng là cũng rất là lâu rồi cô chưa có hớt. Đấy, cô không có, hình như là cái này cô tết lại lâu rồi, không có gội rửa gì thì phải.
rồi, sao nước cạn khô này. Người đâu, thịt heo đâu, con xem nào. Cô ăn tương. Ăn với nước tương à? Mới nói ăn với thịt heo mà. Ăn nước tương, ăn cơm với nước tương không vậy thôi hả? Đâu cô mở nồi cơm cho con xem được không? Cơm chín rồi sao kìa cô? Đó, chín rồi đó. Cẩn thận không cháy đấy. Đây mọi người, chắc là cô cũng có một chút gì đó về đầu óc ấy, cho nên là Thắng trò chuyện với cô thì cô trả lời cũng khó hiểu quá. Còn đây là những cái xoong nồi của cô mọi người ơi. Thắng thấy cô vứt lìa chỉ ở ngoài này luôn. Đó, không biết cái này là cái gì đây. Nước không à? Đây, đây đồ ăn của cô này mọi người. Con thấy đồ ăn có thịt nè. Ngon quá trời luôn nè cô. Con xem được không? Hả? Bún hả? Đây cho mọi người xem lại trong nhà của cô. Không có gì luôn. Đồ đạc vứt lung tung. Không biết là tối cô nằm mà ngủ ở đâu nữa. Ủa cô làm gì đấy? Cô múc nước hả? Ôi, sao mình lại xài nước ở đây hả cô? Nước ở đây dơ lắm. Mọi người ơi, cô múc nước ở đây cô xài luôn này. Trời ơi, nước ở cánh cống rạch này đâu có sạch đâu. Hoa mà cô múc luôn. Cô múc nước này làm gì? Ồ, để đựng đồ ăn hả cô? Trời đất ơi. Đó, cô rửa chén bát rồi cũng như là rửa chân tay, hầu như là nước ở đây thì phải. À đây, thằng có thấy có vòi nước mà sao cô không xài ta? Mà nước này cô. Cô xài nước này cho sạch nè. Sao lại đi rửa ở cái nước cống như vậy? Hả? Xài nước đồng quen rồi hả cô? Xài nước sông, nước ruộng quen rồi nên là nước sạch cô không xài mọi người. Đó. Ồ, cô nấu xong cơm rồi. Cô nấu xong cơm rồi mọi người. À. Em chào chị. Chị ở gần đây không? Vâng. Chị cho em hỏi chút, ở chị có biết bà cụ này không? À, biết, bà ở gần đây nè. Trời ơi, bà đi tối ngày bà đi, nửa đêm nữa không còn mà. Dạ. Bà đi 12 giờ bà cũng đi nữa. Có khi bà đi nguyên đêm tới sáng, đi mà lộ giờ nào là gặp bà chờ nấy đó. Vâng. Bà ăn uống vậy đó, bà ở đó, bà ăn ở đó luôn rồi. Thấy tội ghê luôn á. Trời đất ơi. Bà ở đó bà múc nước đó bà ăn luôn. Đấy em mới thấy cô là múc nước ở dưới cái cống này, nước nè, đen thùi luôn. Có nước nè, có nước sạch giếng, mà không xài. Không xài. Kéo điện cho bà kêu bước ra đi, không có xài. Trời ơi. Bà kêu là không có xài. Bà là ở đây một mình hả chị? Bà ở mình một đó. Dạ. Bên địa phương chính quyền có hỗ trợ gì không? Tại vì bà cũng có đất nữa mà. À. Bà cũng được gần mẫu đất đó em. Vậy hả? Báo sao hồi đó là không biết nghe kể sao đó, bà buồn cái gì đó, cái vợ cái bà đâm da là bà, nói chung là chuyện tình cảm á. À, vậy đó, là buồn chuyện tình cảm. Chú đất đai bà cả mẫu quá em. Dạ. Vậy bà đây không có chồng có con gì hả? Không, bà không chồng không con gì chân. Vâng. Thấy tội, lúc nãy em gặp ngoài đường á, thì em thấy cô ấy cũng, nói chung là mình nhìn thấy có một cái điều rất là đặc biệt. Đúng rồi. Nên là em đi theo thì vô đây thì
thấy cô sống ở trong cái căn nhà này, nhưng mà vô quay nhà ấy thì ở trong cũng đồ đạc tùm lum hết. Ừ. Ông xã chị mận nhà đó. À rồi á hả, ông thấy ông gớm mà ông không làm nữa. À. Hôi quá, nó thúi nữa. À. Ôi cái thế, nếu mà thế thì đúng rồi như chị nói rằng là. Đúng rồi. Ỉa đá trong nhà luôn. Đúng rồi. Nó mới hôi. Chị nói với em á là bà ỉa với nó đó, chị mới thấy cái đợt luôn á. Vâng. Là bắt đầu bà múc nước lên bà uống, mà kêu bà uống nước sạch bà không uống. Ôi trời ơi. Bà già bà múc nước ở ngoài ruộng á, người ta xịt thuốc không à. Vâng. Bà vô bà uống, em cho đồ ăn bà đâu ăn đâu. Dạ. Bà sợ mình thuốc bà gì đó. À. Ừ. Mà em cho tiền bà 5-10 ngàn, bà lấy có khi không lấy nữa. À. Đấy, cô đang làm gì kìa anh? Anh bà quay cô đang làm gì kìa? Cơm, ăn cơm. À, hình như cô xúc đang... cơm đem về mã cúng. Ủa thế hả? Ừ. Là cúng đằng đó đó. Cúng cha mẹ hả? Cha mẹ hay gì, ông nội bà nội gì đó. Vâng. Ôi trời ơi. Hồi nãy giờ em hỏi bà có nói không? Không nói. Không nói, ừ, không dạ. Có nói. Kiểu như là... Bà trầm cảm á. Lạ. Không, bà bị trầm cảm. Vâng. Bà thích nhà nào là bà lại nhà đó. À. Còn không thích thôi. Vậy là cô... Ở đây cô có hay tới nhà bà con hàng xóm để xin đồ ăn không? Không. Dạ. Bà đi ngồi lộ ai muốn cho à? Vâng. Còn không cho thôi, chứ còn bà không có xin. Vâng. Đó, thấy tội ghê ha. Rồi em cảm ơn chị nhé. Dạ dạ. À, mọi người thấy rằng là cô đang múc cơm vào một cái bịch. Một cái bịch mà cô mới rửa ở dưới mương, dưới rãnh ấy. Rất là dơ nữa. Nhưng mà cô lại nấu xong cô múc vào đấy. Không biết làm gì, Thắng không biết. Cô ơi, cô múc cơm làm gì vậy? Cô múc cơm đi đâu đấy? Cô múc cơm đi đâu đây? À, cho ba cô hả? À, vậy là cô múc cơm để đi cúng cho cha, cho mẹ thì phải. À, cô có hai miếng thịt này mọi người. Cái này là người ta cho cô hay sao đây? Ồ, có thịt luôn mọi người ơi. Có đúng hai miếng thôi. Hình như là cô sẽ mang đi để cúng cho cha mình. Thì không biết là cúng ở đâu ta? Cúng ở trong nhà hay cúng ở đâu? Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, để Thắng sẽ ghi hình xem là cái hành trình của cô sống ở đây như thế nào, và như cô nói là cô cúng cha như thế nào nhé. Cái nước này cô có ăn không? Cái nước này cô có ăn không hay đổ bỏ? Cái nước này nè cô có ăn không hay đổ bỏ? Vẫn ăn hả? Ừ, mà cô nấu cơm ấy nhìn giống là cô nấu cháo mà. Ai cho tiền bả đi mua bánh mì với dùng giáp đường hết trơn. Là sao hả chị? Em giờ em cho tiền bả 100 ngàn đi. Sáng mai đi mua bánh mì với dùng đầu này ngổ đầu kia ngổ, chị lượm ăn quậy gì. Ủa vậy hả? Em biết sao không, trong bịch á, bả chưa có đụng tới. Vâng. Nếu mà đụng tới chị không dám. Dạ. Trời ơi. Bà mua bánh, bà dục hoài luôn, mua cơm, mua bún. Đó, bây giờ là cô bắt đầu xách đi. Ra ngoài đường bên chị á, nó dòng đó chạy ra thuốc mãi. Gần đây không? Thuốc của bây giờ ở ngoài đó đó. Khoảng cây số không? Hình như là cũng không tới cây số. Em đi bộ theo được không ta? Được. Hay chạy xe cũng được, đứa chạy, đứa đi bộ cũng được. Vâng. Đấy, trong nhà cô vừa nãy là cô không cho vào đâu. Không, em vô bà chửi đó. Đó. Cô bắt đầu cô mang cơm đi. Ta dọn dẹp bà không cho đó. Dạ. Ừ. Kệ người ta đi. Đó. Thì nãy em thấy là có nguồn nước sạch. Em hỏi là nước sạch này sao cô không xài. Cô bảo không thích. Xài nước sông quen rồi. Ý đó múc đó ăn. Mới vừa đó xong rồi múc con ăn đó. Vâng. Cũng cha cũng mẹ đó. Đó. Rồi ngày nào bà cũng như ngày nấy hết trơn á. Dạ. Giờ không tin cho tiền bà đi. Giờ sáng chỉ có bánh mì chị ăn á. Bún nữa. Dạ. Bà không có ăn đâu. Hình như là cô chuẩn bị cô múc cái nước này vào đây này. Đó. Cái nước này cũng ăn luôn hả cô? À, kiểu như là cô tiếc cái nước này này. Cái nước kho thịt này cô bắt đầu cô tưới vô cơm. Dạ, có đúng 2 miếng thôi chị ạ. Dạ. Ủa vậy là chị, khi mà cô mang đi cô cúng cha cúng mẹ như này, rồi xong xíu mà mang về ăn hả? Bỏ hả? À. Đây còn một ít cơm trong nồi. Đó.
Cái này trời ơi, hình như là bà ơi, bà lúc mà nấu cơm bà có rửa son không hay là cứ đổ vào nấu thôi? Đấy, cô cười đó. Không dòm cười đó. Vâng, nó bắt đầu ăn nè. Trời thường ăn giờ nấu cơm đỏ đấy em, thường bữa đen thui luôn á, nó đen như lọ luôn á. Lọ dạ. Sao rồi bà nấu y chang vậy đó, bà nói ba không chịu. Tại vì chắc là cô không có rửa xong nồi á, cứ nấu xong bắt đầu múc xong bắt đầu lại nấu lại. Ừ. Cứ nấu hoài thế đã thế lại còn dùng cái nước sông nữa, nó dơ. Ừ. Đó, nên là nhìn nó đen thui lùi à. Đó, đi tiếp đó. Vậy mà chứ hả, hổm lại dọn dẹp quét bà bán hầu nhà bà kệ bà đừng có quét nữa. À. Ừ. Cái ruộng mẫu đó chứ không phải là không có đâu. Tại cái chứng bệnh. Vâng. Nó giá hè người ta cho hà bún gì đó. Dạ. Đó về nấu ăn đó. Cái đó là nấu mày cúng á. Vâng. Đây hả chị? Đó. À, đây là mọi người ạ. Vừa nãy Thắng có quay rồi. Nhưng mà đây là cái đồ như là bún này, giá này. Đó. Chắc là ai cũng cho cô đấy. Cô mang về để cô nấu. Nhưng mà thường thường là cô nấu xong là cô đều chia ra một nửa đi cúng cho cha mẹ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn thôi để cúng cho đầu bờ á. À. Ừ. Cúng đầu bờ cho hả ông nội bà nội. Vâng. Vậy là chứng tỏ là có một cái điều gì đó, tuy nhiên là cô như thế nhưng mà về cái vấn đề tâm linh ấy, về cha về mẹ cô vẫn rất là hiếu thảo đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nó ăn cơm đó, ăn cơm lụm ăn đó vô, không cho vô đóng cửa lại đó. Dạ. Nè, nhà cháu bà đây nè. Trời ơi. Đó. Thế hả? Ừ. Nhà giàu có mà em. Tại vì con người nó đã vậy rồi. Vâng. Mình đâu có ấy được. Đúng nó rồi. Thịt đó, người ta cho đó, nó nấu nữa nè. Chín chưa không biết. Ồ. Sống hả? Thịt sống. Trời ơi. Ủa, này làm hai phần luôn. Để coi bà có nấu hôn hay là bà bỏ vô cúng luôn đi chèn. Đây là nguy hiểm nha. Nè. À có, chắc là đậy. Đậy đàng hoàng chứ không phải không đậy. Vâng. Bà giờ em nói chị nói em là lúc nào cũng gặp bà ngoài lỗ trơn á. Dạ. Trời, lúc chị mới về hả chị gặp bà. Nửa đêm chị muốn xỉu với bà luôn á. 12 giờ đêm mà bà ngủ ngay đầu bờ chị á. Ôi trời đất ơi. Tôi từ lùi nhà chị sợ muốn chết luôn á. Vâng. Ừ. Anh chồng chị nó nói. Dạ làm gì vậy? Trời bảo chung bà làm em muốn xỉu luôn nè. Dạ. Trời đất cười nửa đêm mà bà đi. Muốn ngồi đâu ngồi hả? Vâng. Ừ. Các bà đi em đâu? Ngon không chết không đi phải không? Đi vô tuốt trong cái lùm cứ đi nha. Cứ đi vô lùm vô ruộng thôi. Vô lùm đi. À. Ừ, chứ không có mà đi ở ngoài đâu. Dạ. Chị cứ thử em lấy đầu của bà thì là em biết. Cô có cái món gì đấy? À nước tương hả? À nước tương phải đổ vào đây để bắt đầu kho thịt tiếp. Ồ. Tí nữa cho con ăn cơm với. Cô ơi. Xíu nữa cho con ăn chung với nha. Ăn quá. À, cô chỉ cho một ít tương với một ít muối. Đó, mọi người thấy không? Thắng cũng không thể nào mà hiểu nổi nữa. Nhưng mà thật sự nhìn cô rất là tội mọi người ạ. Chắc chắn là cô đang gặp một cái cú sốc tâm lý, cũng như là có vấn đề về đầu óc một chút, cho nên là như vậy. Đấy, những cái đồ này rõ sạch thì cô không sử dụng mọi người. Rồi cô lại sử dụng những cái đồ mà cũ kỹ rồi, nó dơ hầy quá. Chưa, cái chảo với lại hai cái dĩa đẹp. Cô ơi, cô dùng cái này đi cho nó sạch nè. À, thế hả? Không thèm, ừ. Cái nào bà xài là bà xài cho em, đừng có kêu. Vâng. Bỏ đó, hổm này chị thấy lâu rồi đó. Này chứ ai cho nè. Vâng. Thôi vậy hoài, hình như bà nay cũng biết nhiêu. Chắc sáu mấy quá. Vâng. Mà vừa nãy hỏi cô thì cô bảo là bốn mấy. Nhưng mà đấy là cô nói thôi, nhưng mà chắc chắn là cô phải sáu mấy thôi. Tầm sáu mấy chứ đâu. Đâu bốn mấy. Vừa nãy cô bảo là bốn tám. Tuổi chị hả? Trời ơi là trời á. Có mình không sao mà nuôi chó với mèo cả. Công nhận hay. Giỏi. Có không? Gà người ta đó em. Gà người ta lại đó. Đó. Đi móc lúa về đạp đó. Đạp vậy phơi đó. Này để kho chín thịt không? Cuộc sống của cô đúng là khổ. Cái này là kiểu như bị trời hành. Trầm cảm. Yeah. Này nó thẳng ra là hồi đó kiếp trước không biết làm sao đó em ơi. Yeah. Đúng rồi, mình nói mình cũng không biết làm sao không? Gia đình của người ta mình cũng nghĩ là như vậy đi. Yeah. Không biết kho chín không? Không có con cái gì không ai chăm sóc cả. Không con, không cái, không chồng, không con. Yeah. Vậy mà lại dọn dẹp không? Đúng rồi đó. Họ hàng thì giàu không á. Dạ. Không phải nghèo đâu em. Thật ra là
cô đây ấy là cũng có tài sản chứ không phải không? Có. Thì là cái miếng đất này cũng là của cô chứ không phải là cô ở nhờ ở đậu đâu. Đúng rồi. Nhưng mà do là tâm lý của cô không bình thường, đầu óc của cô như vậy ấy, cho nên là sống cuộc sống rất là khổ cực như thế này. Chứ ruộng bả bảy công đất chứ bộ không có đâu em. Dạ. Bảy công là ở rồi lát bả ra bả cúng đi em đi theo em biết liền gì. À. Cháu quả mừng đó. À vậy hả? Ừ. Tại vì trời hành thôi chứ còn đất đai về nhà cửa có hết chứ phải không có đâu. Đúng rồi. Chính rồi đó. Chính rồi đó. Cô vẫn rất là xì tin nhá mọi người. Cô chạy xe màu hồng luôn đó. Xe cô đẹp quá à. Cô ơi, cô có cái xe đẹp quá. Mới mua 120 ngàn luôn. Cho ớt vào cho ngon này. Rồi xíu nữa có cho thêm tiêu hay gì không cô? À, lát mới cho hả? Ồ, vậy là cũng biết ha. Cũng biết làm để cho cái món ăn nó ngon. Ngon nhưng mà chưa chín đó. Dạ. Thấy tội cô quá. Thắng sẽ quay cái mái tóc của cô cho mọi người xem nhé. Cái mái tóc này thì Thắng nghĩ rằng là cô cũng không thể nào mà tắm gội được. Đúng, đúng, đúng. Em nói trúng rồi đó. Em nói trúng rồi đó. Chính xác. Vâng. Không thể nào tắm gội. Mái tóc này chắc cũng lâu lắm rồi. Đôi khi cả mấy chục năm rồi quá. Bên vâng. Này vụ không chịu. Dạ. Không cho cắt nữa. Không cho cắt luôn. Không. Quen thì mới cho. Người nào mà ổng thân thuộc thì bả mới cho cắt chứ còn không quen là mình vô mình cắt là bẩn đó. Mà không biết là cô có quần áo gì không mà thấy đồ này dơ quá trời luôn ha. Có mà không bận. Không mặc hả? Không. À. Không bận mà bận đồ đó đó. Thì trời ơi là... có khi bà ơi bả làm chị mắc cười cũng chết luôn á, bả mang bao tay bả đi chạy xe đạp. Vâng. Còn á trời ơi bả làm nhiều cái tao nói hả? Ở bà lấy xe của mấy đứa nó đi học bà ham. Thế hả? Ừ, bà ham xe nè. Đâu cũng giá xèo. Hả? Giá dòi đâu? Giá dòi còn mềm xèo nè sao chạy. Kêu mấy thằng xe đạp á, sửa xe đó, mày giá giùm tao cái bánh xe. Cái giá giùm chứ không có lấy tiền đâu. Vâng, thì thấy, thấy cô cũng hoàn cảnh chứ. Mà hình như là cô nấu thêm một phần nữa để cô đi cúng á. Ừ, cái này bà hãm rồi dán bà không cho nè. Dạ. Bà lót luôn á, bà không cho, bà nó hơi kệ nó vậy được. À. Vậy đó. Hình như cái chỗ nước xài bắt đâu ta? Đây đằng kia. Đằng góc đằng kia kìa. Ờ, là có ống đằng kia kìa. Ừ. Vậy là ra nó ngồi á, nó hẩm chị thấy trời ơi, không phải mình nói chứ thiệt. Mình người mình về mình thấy mình đúng rồi. Bà vừa ỉa xong á múc một thùng nước lên bà xài bà cho cơm. Ồ. Mô Phật. Chính là giờ do chính rồi đó. Đó, bây giờ là thêm một suất nữa. Vừa nãy là cô làm một phần, bây giờ thêm một phần nữa là cô đi cô cúng. Ủa nếu mà cô cúng hết cả hai phần này thì tối cô ăn bằng cái gì ta? Mì đó. Có à, ăn mì tôm không? Lấy mì nấu ăn. Ồ. Đây nào, mang thịt đi kho. Mang thịt kho cho hai em này à, xin Út ăn cơm với kìa cho không? Hả? Không, không có cho. Cô xíu nữa cho tụi con ăn cơm chung với nha. Hai em thì đói rồi đó. Cô? Nó đói bụng rồi đó, cho nó ăn với. Ha. Không? Cô chắc là cô thấy lạ, cô không có nói. Ai cũng vậy hết trơn em. Dạ vậy hả? Ừ. Thịt chín rồi đấy cô ạ. Bỏ xe đi hỏi cha. Cô nấu cơm mà thấy cô nấu bằng rơm. Đúng thì rồi. Không biết bao giờ mà chín được nồi cơm nữa. Trời ơi, không chín nồi cơm mà rơm nó bay vô nó dưa hầy đó em. Vâng, đúng rồi. Đáng lý ra bà nấu nồi cơm, bà lụm cái lấy cái đó vô đó là bà nấu ok đó. Đúng không rồi. Biết ai cho bà đó mà bà không nấu hai cái dĩa đẹp chứ bộ. Tới mà nấu bằng củi thì nó sẽ ngon hơn. Ừ. Đây là cô nấu bằng rơm nó bụi bặm rồi nó cũng lâu chín ấy. Đúng rồi. Ta đi phóng á, cái bà... Mà nấu không bao giờ cơm nó ngon được, nó toàn như cháo thôi ạ. Bà lấy ra bao bà nhận dơm vô về vâng. Nhà phơi đem đó để đó bắt đầu chụm cơm. Dạ. Nó trời mưa đó em thấy không, trời nắng đỡ đỡ trời mưa là thôi nhà bà chỉnh đổi luôn á. Dạ. Ở đây nếu mà mưa thì nó có ngập lên không chị? Không em không. Dạ. Nó đỡ con cái nó không ngập. Dạ. Đó nó chảy xuống đó cái nó xuống mương luôn à. Vâng. Này nếu mà sạch sẽ là bà nhà bà ngon lắm chứ bộ. Dạ. Có phải nhà bà thua gì ai đâu. Vâng. Rồi lát bà đi cúng đi em thấy đất của bà cúng ở đâu là ruộng bà ở đó đó. À. Giờ chị chỉ nhà cháu bà luôn. Dạ. Ừ. Giờ là chủ yếu là mần ruộng của bà. Cho bà ăn lo cho bà tiền ăn.
Chứ giờ em cho bà tiền nhiều quá, bà đi mua bánh bà bỏ đâu bà hết rồi. À, ví dụ là mình mua cho bà ấy bánh kẹo gì thôi đúng không? Thì được đúng không? Được. Hoặc là cho 5-10 ngàn gì đó. Lấy. Chứ còn cho nhiều quá đôi khi là cô cũng không giữ được đâu. Giữ, giữ em. Giữ không? Giữ ra ngoài chợ mua đồ hết luôn, mua hết số tiền đó đó. À. Giờ đi về, chị gặp chị làm ăn hoài à. Vâng. Bún, thịt nướng, bánh mì, cơm, nói chung là đủ hết. Bánh mì bữa nào mà có tiền nhiều quá thì mua bánh mì thịt, còn bữa nào không có tiền nhiều thì mua bánh mì không, rồi bà ăn cơm trái. Dạ. Vậy là cũng dùng những cái đồ cơm ngon, thịt ngon để cúng cha mẹ. Ừ. Còn đó, ít lại thì để lại cho mình ăn. Đó, thấy chưa? Đó. Chứng tỏ là cô cũng rất là có hiếu đấy. Vâng, nhưng mà do là cô bị trời hành nên là như thế này đây. Đúng rồi. Rất là tội cho cô. Đó, ban đầu cô lại múc vào đây. Đó, cô thổi thổi cái miếng đất đây cho nó sạch, xong cô để cái bịch cơm đây này. Đó, xong bắt đầu cô gắp cơm vào. À, gắp thịt vào nồi. À, bắt đầu cô gắp thịt vào cái bịch cơm. Bà bỏ thịt bà cúng rồi, bắt đầu bà lát sách về bà ăn cũng đỡ nữa. Dạ. Còn này bà sẽ cúng xong bà bỏ. Bỏ luôn. Ừ. Dạ. Chờ là 3 miếng hay 4 miếng vậy nè. Chờ 3 miếng 4 miếng ngồi ăn. Có chừa không đây? Chừa. Đó, rồi không chừa luôn. Rồi lát gì ăn nước. Không nước. Không hết lát gì ốc ăn. Nước là cô tưới vào cơm luôn á. Nay thấy là ngọn nước là cô tưới vào cơm. Rồi sao? Nó lát gì ăn vậy đó. Nước đó đó, nước đó với miếng cơm á. Vâng. Đó, tràn nữa. Đấy mọi người ạ, sau khi mà cô nấu cơm xong bắt đầu là cô mang cơm đi và cúng cho cha mẹ của mình đây. Đó. À, đường lớn thì cô không có đi mà cô cứ đi những cái đường nhánh như vậy đó. Đấy, Thắng như Thắng thấy đằng xe của cô lủng lốp rồi nhưng cô vẫn cứ đi nhá. Rồi, mọi người cùng theo chân Thắng nhé để xem là cô sẽ mang những cái bịch cơm này đi đâu nhá. Thắng đi theo cô cũng một đoạn rất là xa rồi. Tuy nhiên thì vẫn chưa tới cái địa điểm mà cô cúng cơm cho cha mẹ của mình nữa. Ở đây thì cũng khá là heo hút mọi người ạ. Bên một bên là ruộng lúa này với những cái bia mộ như vậy. Một bên là cây cối thì mọc um tùm như vậy đó. Thử đi theo cô xem nhé. Đường cũng khó đi lắm mọi người ơi. Đường nhỏ xíu à. Đó. Ở đâu vậy cô? À đây. Chắc là cái bia mộ này này mọi người. Đó. À, cô đi cái đường rất là khó đi. Cực kỳ nguy hiểm. Để Thắng chia sẻ một xíu cho mọi người xem cái hành trình của cô đi thắp hương cũng như là mang đồ ăn cúng cho cha như thế nào. Đó. Không biết là có đi vào được hay không nữa mọi người ơi. Tại vì khá là sình lầy này. Đường đi rất là khó khăn.
hy vọng là đường nó không bị sụt lún. Dạ. Chưa. Dạ. Ở đây là nơi mà cha mẹ của cô yên nghỉ hả? Ồ, chết rồi, cô té luôn rồi. Cô té hả? Đó, cô té luôn rồi mọi người ơi. Có sao không cô? Vâng. Dạ, cô có bị sao không? Vâng. Rồi cô vào đi, cô cứ đi vào đi. Đó, nhìn rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp cho cô mọi người. Đó. Bắt đầu là cô chuẩn bị cúng cho cha mẹ đây. Để xong là cô mang ra như vậy thôi là xong là đi về hả? Dạ, ba mẹ cô ở đây hả? Dạ. Ông bà tôi. Dạ. Chết. Bây giờ là cô mang cơm ra cô cúng rồi cô đi về hay sao? Chỗ này không phải ba tôi, cộng tám mà. Thì à cậu tám. Cậu tám gì? Cậu mở tám gì quên rồi. Cậu mở tám cậu. Dạ. Có ba đi mua gà. Vâng. Rồi. Đấy thì hắn cũng muốn ghi lại một chút cái hành trình của cô là như vậy. Thì hiện tại là ở đây cô sẽ tiếp tục đi về. Bây giờ là cô đi về hả? Dạ. Vâng, đó mọi người ơi. Thì bây giờ là Thắng cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây nha mọi người nhé. Thì hiện tại là cô mang cơm ra để cúng cho bác cũng như là cha mẹ của cô. Xong là bây giờ là cô cũng đi về này. Bây giờ hiện tại là cũng gần 6 giờ tối rồi mọi người ạ. Tại vì Thắng cũng tò mò cái hành trình của cô ấy, không biết là cô đi như thế nào. Thì cho nên là đã nán lại một chút để ghi hình cũng như là quay cho mọi người xem. Đó. Nhìn rất là tội nghiệp cho cô mọi người. Thắng cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những nội dung sau nha. Xin chào ạ.